Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái clip nói về việc unlock cái con DJI Spark nha anh em. Thì không biết tới thời điểm hiện tại có còn anh em nào đang sử dụng DJI Spark không ha. Thì con DJI Spark này nó sử dụng con chip BQ9003 giống như con Mini 1, Mini 2, Mavic Air, Mavic 2 Pro này kia hết anh em. Cho nên là việc mở khóa con DJI Spark này thì nó cũng tương tự ha. Thì anh em coi nè, battery status hiện tại của em nó đang là 0x48D0 ha anh em, tức là pin đang ở trạng thái khóa ha. Điện áp hiện tại nó đang ở mức khoảng 3.9 thì nó đã đủ để cho chúng ta thực hiện cái việc mở khóa nó ha anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đọc thông tin nó từ bit character ha anh em, để anh em xem nè trạng thái khóa của nó này. Đó, PF ha, it shut và it destruct ha, đang là màu đỏ ha anh em. Cờ TCA và cờ TDA đang được kích hoạt ha, chứng tỏ là viên pin này đang bị khóa hoàn toàn luôn ha anh em, khóa hoàn toàn, khóa vĩnh viễn luôn đó. Đó, anh em sẽ không thể nào thao tác sạc xả gì được cho em nó ha. Rồi thì mình sẽ tiến hành mình unseal như bình thường thôi anh em. Đó, sẽ tiến hành unseal như bình thường thôi. Rồi anh em coi nè, chip in fast ha, set 1 với unseal ha. Đó, anh em sẽ coi bit character nè, lúc này set 1 nó sẽ chuyển thành màu xanh, tức là anh em đang ở chế độ full access ha, là chế độ của nhà sản xuất nha anh em. Đó, đó, bây giờ trước khi mà chúng ta xóa những cái cờ lỗi này nè, thì mình luôn muốn nói với anh em là trước khi anh em thực hiện bất kỳ thao tác nào thì anh em nên sao lưu lại tất cả những gì anh em có thể đọc được nha. Nên sao lưu lại ha. Đầu tiên á, mình sẽ vào boot mode nè anh em. Đó, mình sẽ vào boot mode nha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành sao lưu EEPROM này bằng cách ấn vào cái nút read EEPROM này anh em. Đó, đó, bây giờ mình sẽ mở cái folder của cái DJI Battery Killer lên để xem cái file nó sao lưu lại là cái gì hết anh em. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần read EEPROM ha, để chúng ta tiến hành sao lưu lại cái EEPROM của pin ha. Đây là tất cả những cái trạng thái ban đầu tiên khi chúng ta kết nối pin với máy tính ha, chúng ta sẽ đọc và lưu lại ha. Đó, sau khi read EEPROM xong thì chúng ta sẽ có một cái file này anh em. Đó, anh em sẽ lưu cái file này lại ha, không làm gì tới nó hết ha. Tiếp theo chúng ta sẽ read cái firmware của nó ha. Chúng ta sẽ read cái firmware. Thì tất cả những thông tin, những gì, những cái trạng thái nào hiện tại của pin chúng ta sẽ đọc và lưu lại ha anh em. Chúng ta sẽ đọc và lưu lại để tránh trường hợp khi mà anh em thao tác sai ha. Anh em thao tác sai thì chúng ta còn có cái để phục hồi lại cái trạng thái ban đầu đó ha. Nếu mà anh em không sao lưu á, mà lỡ anh em có thao tác sai ha, thì coi như vứt luôn cục pin nha anh em, không có cách nào để khôi phục lại hết ha. Vì anh em không sao lưu thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái gì để làm cái nền tảng cơ sở đầu tiên đó. Đó, thì đây, read firmware xong, mình sẽ tiến hành read luôn IFIB ha. Đây là ba cái rất là quan trọng trong cái việc mà mình tiến hành mình mở khóa một viên pin hết anh em. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái folder và lưu riêng ba cái file này lại ha. Đó, ba file rất là quan trọng nha anh em. Đó, cho dù pin đang khóa hay là chưa khóa thì chúng ta đều nên sao lưu lại nha. Chưa khóa hay đang khóa gì cũng sao lưu lại hết. Rồi, tiếp theo mình sẽ sao lưu thêm một cái file nữa cho nó an toàn ha. Mình sẽ sao lưu thêm một cái file nữa cho nó an toàn. Đó, thoát boot mode. Rồi, sau đây mình sẽ read cái đó, mình nó báo cái gì thì mình làm lại cái đó, mình chỉ unseal xong mình read ha. Chưa tác động gì tới cái việc mở khóa hay là ghi vào bất kỳ thứ gì trong cái viên pin hết anh em, mà chỉ read ha anh em. Đó, chúng ta sẽ đọc các thông tin của viên pin để sau lưu nó lại ha anh em. Đó. Rồi ở đây thì nó có một cái thứ hơi ngớ ngẩn là cái battery SN này nó bị lỗi cái gì đó, và cái bà nó mình cũng không quan tâm lắm. Rồi tiếp theo là bắt đầu mình sẽ tiến hành mình clear BF ha anh em. Lúc này pin vẫn đang khóa bình thường ha, nó chưa có tác động gì tới cái việc mở khóa ha.
Sau đây mình sẽ tiến hành mình clear BF nó ha. Mình sẽ clear BF để mình khôi phục lại cái hoạt động của pin ha. Đó. Cái này là chắc là lỗi đọc thôi chứ cũng không có gì hết ha anh em. Ok. Rồi mình sẽ vào Bit Character này. Mình xem lại một lần nữa trạng thái của nó nè. Đó ha. Ba cái cờ khóa đang kích hoạt ha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành clear BF này. Nó báo là could not clear BF, không sao hết. Anh em bấm clear BF thêm một lần nữa ha. Ok, clear BF successfully. Ok, chúng ta xem này. Đó, cờ BF đã biến mất ha anh em. Cờ BF đã xanh lại ha. Nó đang ngừng kích hoạt ha. Và cờ TCA và TDA cũng đã xanh lại ha. Lúc này pin đã được mở khóa rồi ha anh em. Đã được mở khóa rồi nha. Đó, nhưng mà chúng ta cần thêm một vài bước nữa. Đó, anh em coi cái nè, trạng thái nè, battery status này không XC0 ha, pin đang mở ha, pin đang mở khóa ha, nhưng mà nó chưa active nha, nó chỉ mới mở khóa thôi chứ nó chưa có active, nó chưa có lên nguồn. Anh em sẽ bấm vào reset chip successful. Lúc này đèn nguồn của pin sẽ hiện lên ha anh em, đèn nguồn của pin sẽ hiện lên và tất cả các cờ sẽ xanh. Anh em coi nè, đó, instruct và pf ha, TCA, TDA xanh ha. Và trạng thái của set nó đã trở lại trạng thái siêu ha anh em. Trạng thái của set nó đang siêu ha. Nó siêu với pin pin lại. Rồi, ok, thế là xong rồi đó anh em. Đơn giản, thế là xong rồi đó. Pin pin của anh em đã được kích hoạt lại, đã được mở khóa lại và hoạt động lại bình thường như ban đầu của nó ha. Đó, qua cái video này mình muốn lưu ý tới anh em một điều là phải luôn sao lưu tất cả mọi thứ ha. Phải luôn sao lưu tất cả mọi thứ trước khi thực hiện nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Và đừng quên subscribe nhé.